Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Bê Cô Thành. Hello, xin chào tất cả các bạn. Và hôm nay mình sẽ cùng Hiếu Editor sẽ thực hiện thử thách chơi game Thần Trùng mới ra mắt rất là hot. Ok, nghe bảo đây là một game rất là kinh dị các bạn ạ. Nên là các bạn nữ đóng bỉm trước khi xem nhá. Hôm nay là chị Âu không dám chơi, chạy mất dép rồi nên mình phải gọi Hiếu vào chơi vì thực ra mình cũng rất là sợ. Đấy thôi, không dài dòng nữa, chúng ta vào chơi luôn nhá. Ok, bắt đầu thôi. Đây, Thần Trùng. Ok, chúng ta bắt đầu thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu nha các bạn. Hơi căng nha. Ui. Giọng mình là nữ à? Ui ơi. Đây như kiểu khu trọ ấy anh ạ. Ừ, một khu nhà trọ. Sao mình lại ở ngoài này? Không biết. Mình thức dậy mình thấy mình ở ngoài này rồi. Ở ngoài này có cái poster là khẩu hiệu chống Covid các bạn ạ. Chống Covid cái gì kia? Ở nhà yêu nước. Ok, cái nền gạch hoa ngày xưa. Huyền thoại các bạn huyền thoại các bạn. Hồi mình bé mình hay đi học mà nhìn thấy cái nền gạch này suốt. Có một cái toilet phòng vệ sinh gì đấy. Mấy đấy là bồn giặt đấy anh. Bồn giặt à? Lại lắm thế này. Trên này là kiểu dự trữ, còn dưới này là để dùng đúng không? Đúng rồi anh. Ba cuộn giấy luôn này, mỗi một cuộn. Ui, nhiều giấy thật sự luôn đấy. Chắc là nhà này đi bồn cầu nhiều. Nhà chắc phải một ngày đi bồn cầu phải chục lần đấy các bạn ạ. Cứ chuẩn bị nhiều giấy thế. Tối tăm thế. Ui. Cứ thế anh điền là ui. Có bóng người trên cửa kìa. Đi vào không em? Không anh. Ây bạn ơi. Ui. Đứa nào dọa tao. Ui kìa. Xem. Ai dậy ơi. Ôi bạn ma ơi. Ui nó không ai. Ôi nó kéo vào đây này, vết máu tới đây mất hút luôn rồi. Nó chui vào toilet, chui vào bồn cầu hả? Ui chắc nó thích mùi phân thì các bạn. Thôi bỏ đi. Mà toilet đấy các bạn ạ. Căng nha. Chắc là... Ui. Thôi nghe đường hô nên là mày sợ hơn đấy. Trong này có người em nhìn không? Không. Ui. Có người không? Một cô gái này. Còn máy tính các bạn ạ. Ui. Gì vậy? Ủa gì vậy? Kinh quá. Sợ thế nhờ? Mở cửa ra đi. Tối quá. Cửa bên này mở được không? Không được cái này luôn. Bên ngoài đỏ ngòm này. Em không biết được. Ui, còn tiếng có bức cực kìa. Ui. Tiếng kẹt đám ma đó. Sợ đấy. Ui. Ui các bạn ơi, cái phòng máy tính vừa nãy đã biến thành có một cái quan tài bên trong rồi các bạn. Quan tài động đậy kìa, thấy không? Ui. Không nhìn gì hết. Căng thế nhỉ? Không sao các bạn ơi. Không sao các bạn ơi. Tao cho nhỏ tiếng đi tí. Sợ quá. Mấy con ma không có tuổi. Tớ om này. Tớ om rồi. Đây rồi. Bình thường đi vào nhà. Bình thường các bạn ơi. Nhưng mà có vết máu em ơi. Cẩn thận có vết máu. Mở cửa vẫn đi. Không mở được anh ơi. Đứa nào trốn trong nhà của tôi vậy? Hình như mình là một người thuê trọ ở đây đúng không? Đúng rồi anh ạ. Đây là cá trong kìa, có con chim kìa. Chim, con quạ à? Con quạ, con chim. Nó đem đến thông điệp gì cho chúng ta này? Con mắt nó sáng rực lên và nó mỏ nó quắp một cái chìa khóa, chắc là chìa khóa của cái phòng kia rồi. Chắc chắn luôn. Lấy thôi anh. Ê con chim. Con chim là chim. Ui. Ôi bạn, thôi. Ui. Thôi.
Ôi, nó bò vào chân mình, không thể tin được. Thuê nhà. À, ngách 413 đường Trần Duy Hưng. Ờ, đúng là ngõ này rồi. Mình uống nước nha các bạn. Đúng là cái ngõ này rồi. Tìm được cơ. Đây, mình là người đến thuê trọ. Ở lúc đấy là sao ta? Lúc đấy là tầng trọ của mình đó. Ờ, thế là cảnh đấy là của một người khác chứ không phải là của cái nhân vật này. Nhân vật mình vừa chơi lúc mà mình thức dậy là tiếng của nhân vật nữ. Đúng rồi. Thế là này, cái cảnh đấy là đã có thể là xảy ra từ rất lâu rồi, chứ không phải hiện tại. Hiện tại mình là người này sao này, nhân vật chính là mình này, là một anh thanh niên đi tìm phòng trọ cho thuê ở cái khu này, và mình đã được cho cái địa chỉ. Bây giờ mình sẽ đi tìm cái chỗ nhà đấy. Được rồi. Trong ngõ thì biết làm sao số nhà được nhở? Trong ngõ vẫn có số nhà mà anh. Ui, giật hết cả mình. Đứa nào ơi, đứa nào vứt đồ linh tinh rơi vào mặt thằng khác sao? Rất là nghỉnh ngợm. Ý thức kém thật đấy. Văn minh lên. Nhà này à? Đây có dấu hỏi chấm này. Có dấu hỏi chấm anh. Ê giời ơi, con chó này. Con chó thì sợ con chó. Không phải con ba là được các bạn ạ. Ôi, ôi, anh ơi, đấy là tòa nhà này này. Chính là cái nhà, nhưng mà mình vừa đứng ở trên cái ban công nhìn vào chỗ này. Ui, này chính là cái... Ui, có quả bóng, cái có gì quả bóng, có quả bóng. Đứa nào đã bóng ở đây đấy? Sao trong ngõ đã bóng? Có người ra bánh khúc cái gì ạ? Chỉ là một quả bóng bình thường, có lẽ là trẻ con quanh đây nó đá thôi. Đấy, quả bóng làm gì? Đứng gì kìa? Thì chửi om sòm vậy. Vừa mới đến chưa thấy gì đấy, đây hàng xóm cãi nhau rồi chửi trẻ con nghịch. Ui, ai vậy? Ui. Ê, ê. Này là hàng xóm các bạn ạ. Cháu ơi, nhặt hộ bác lấy món đồ với. À, ok bác ơi. Thì sao bác vứt ra, bác tự ra mà nhặt, cháu quen gì bác đâu. Ủa bác này kỳ ta. Kỳ ta. À, chắc là do béo quá không chui qua được cái cửa này. Đúng không? Chắc là thế rồi. Chứ đồ của mình bình thường mình rơi ra là... Người ta mình với ra cái lấy được luôn mà. À, mình tự đi ra mình nhặt chứ bây giờ nhờ mình nhặt. Bác này hồn nhiên thật đấy. Chắc tại bà này béo quá các bạn ạ. Ừ. Đây là đồ hot stack, rồi miếng rửa bát, rồi dầu rửa bát, một cái xô. À, không nhặt được bao thuốc đâu, chắc bác này không hút thuốc. Hoặc là bao thuốc này của người nào đấy đi qua họ vứt được bạn. Rồi sao bác ơi? Rồi sao? Nhìn mặt bác này âm u ấy. Bác ơi, bác có thể chỉ cháu bí kíp ăn để béo được không? Để cháu chỉ cho Hiếu. Hiếu nó đang rất là gầy. Ok, chúng ta có thể chọn đồ để vào đây. Dưới vòi nước chắc là mình sẽ để cái xô các bạn. Chỗ này để đi. Đống rác à? Mót để mót hót rác đấy anh ơi. Đúng rồi, đống rác sẽ để hót rác trong... Cho cháu bông ngô. Cho cháu bông ngô đói quá, đi từ sáng giờ tìm phòng trọ nhưng mà gọi cũng không thấy ai các bạn. Không dùng được à? Thế là mình phải dùng lần lượt à? Thử tất cả các cái mà. Khăn lau anh ơi. Đúng nghĩa khăn lau. Ồ, được nè. Ồ, phải lần lượt các bạn ạ. Chứ mình không được để kiểu là đặt cái nào vào trước cũng được đâu. Mà phải cho cái khăn trước, không cho các đồ khác vào sau. Cảm ơn cháu nhé. Quý hóa quá. Thế cháu đi đâu qua đây đấy? Cháu đi tìm phòng trọ. À, không có gì bác ạ. Cháu đang đi tìm nhà trọ ạ. Vậy hả? Thế cháu tìm nhà nào? Dạ, cháu đang tìm nhà số 4 mà mãi không tìm ra bác ạ. Bác có biết nhà số 4 ở đâu không ạ? Sao? Nhà số 4? Cháu có chắc không đấy? Các bạn ơi, số 4 là trong tiếng gì ạ? Tiếng bánh khúc đây. Là tứ. Tứ là tử đấy hả? Tử đấy các bạn à. Cứ phải số 4 nó phải có ý nghĩa à? Số 4 à, okay, phải có ý nghĩa đấy. Dạ, đúng rồi bác ơi. Nhưng có chuyện gì hả bác? Cháu ơi, nhà đó có ma ám đấy. Cháu phải cẩn thận. Cháu nhớ cẩn thận nhé. Nhà số 4 ở chỗ cánh cửa sắt ngay sau lưng cháu đấy. Ây da, thế là nó ở ngay sau mình à. Ây da. Ui dồi ui. Thế bác ơi, bác đóng cửa, bác đóng từ từ đi. Giật hết cho mình. Bây giờ chưa thấy ma đâu mà đã thấy bác này hàng xóm đối diện nhà mình, sợ hơn. Sợ hơn các bạn ạ.
Anh ơi. Đây rồi. Anh gì ơi? Em ở trên này này. Ủa gì em? Sao thế em? Em có người yêu chưa? Anh à, có chuyện gì vậy em? Anh tìm nhà số 4 phải không? Em muốn thuê trọ ở nhà đó à? Ừ đúng rồi em. Nhưng có chuyện gì vậy? Chị gái thuê trọ ở nhà đó tháng trước vừa mới đi viện đây anh. Ôi, đi viện. Hả? Tại sao vậy em? Em nghe nói chị ấy bị sốc vì chuyện gì đó nặng lắm, đến nỗi phải điều trị lâu dài trong viện tâm thần. Anh cẩn thận đấy nhá. Ừ, cảm ơn em, anh nhớ rồi. Hay là cái đoạn đầu game chính là cái chị gái mà cô bé này vừa kể? Đúng rồi anh ạ. Đúng rồi, chắc thế rồi các bạn ạ. Giống như cả một cái trailer để giới thiệu về cái căn nhà đáng sợ này đấy. Em ơi, em mày tốt nhỉ, lại còn cảnh báo giúp mình nữa. Không biết em này có người yêu chưa? Hỏi chả thấy trả lời. Hỏi chả trả lời các bạn ạ. Ui. Yeah. Tiếng trẻ con cười nha. Ui, biến mất đâu rồi? Ô, có một đứa bé. Nãy giờ mình có thấy nó đâu? Đây chứ, tại sao nó đứng ở đây các bạn? Nó vẽ một con gì đấy? Con chim con à? Con chim ạ. Anh ơi, cái này giống con chim mà nó đưa chìa khóa cho mình. Ờ, đúng rồi, chính là cái con chim mắt đỏ đấy các bạn. Và bên dưới nó vẽ một cái người nào đấy trông kiểu có sừng à? Đúng không? Ê bé, vẽ gì đấy? Nó không nói các bạn ạ. Thằng bé câm lặng luôn các bạn. Mày khúc đây. Trời ơi. Ê, cu. Này, thằng bé chắc bị điếc đấy anh ạ. Điếc không sợ súng rồi. Cứ kệ nó đi. Ủa, thế bây giờ lại quay vào nhà tối đấy nhở? Cái gì vậy? Ôi! 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 À! Bàn tay rất nhiều con giọt. Cái gì đây? Sao? Quý giác ở đâu đấy? Chính là cái ngõ đấy đây em. Ôi! Ai ra? Một cái đám tang. Dán rất nhiều bùa các bạn ơi. Ờ. Cho tôi ra khỏi đây được không? Không các bạn ơi, nó giữ chân mình rồi. Không đi được. Ây à. Ui. Có rất nhiều vòng hoa viếng này. Đây có một cái cỗ quan tài đúng không? Đúng rồi đấy. Để xe tăng. Yeah. Một chiếc hộp chạm khảm tinh xảo có khóa bằng mã số bên trong chắc hẳn cất giấu một cái bí mật gì đó quan trọng. Thế sao bây giờ mình đi tìm chìa khóa anh ạ? Khóa đâu? Đây có rất nhiều dây buộc ở đây nhỉ? Kìa. Nước hay là máu ấy? Ui. Cái gì kìa? Để ý không? Mấy cái tờ bùa với cả tờ tiền mã nó bay hết ở đây này. Ui, sao dưới chân có máu này? Máu hay nước ấy? Thôi chả biết nữa. Đừng coi đấy là máu, đấy là nước kìa các bạn. Nước. À, mà nhưng bây giờ cần một cái mật mã em ơi. Ta đi đâu tìm mật mã đây? Chắc hẳn trước hộp có cái mật mã nằm xung quanh đây. Số 3. 3, 7 và 2, 5. Trên bùa có ghi hai số đấy. Điền thử vào anh ơi. Thử xem nào. Chỉ là 27, 35 hoặc là 3527. Đúng không nhỉ? Em kỹ lại. 2537. 2 này. 5 3. Không đúng, thế là 3725. Ôi, thở từ từ thôi. Không được à? Sai rồi. Không đúng rồi các bạn ơi. Mình đi kiếm mặt khác thôi. Ui, anh ơi, nước hình như càng ngày càng dâng. Ờ. 25 mà. 24. 24. Không phải 2524 các bạn ạ. Còn mình bị nhầm rồi. Ui, nhanh nước dâng. Nước dâng.
24 3 7 Rồi rồi. Rồi đây rồi. Một chiếc bật lửa Zippo. Ồ, hình như đốt ở đây Hiếu ạ. Em nghĩ à, sẽ đốt những sợi dây này. Ờ, đúng rồi. Cháy lên, à, ma quỷ gì cháy hết chưa? Dọa ta rồi. Tuổi gì luôn. Tuổi. Ui. Như vậy. Ủa, không hiểu luôn. Đốt xong tưởng là phải thoát được đi nữa. Đốt xong cháy luôn cả người. Xong nghe tiếng hét của mình luôn các bạn. Ô tổ ấm này. Ui, mình vào được trong rồi này. Nhưng mà không ra được ngoài. Ờ, bây giờ muốn ra ngoài không ra được nhé các bạn này. Rồi xong. Rồi. Biết thế không vào, cứ đòi vào làm gì. Đã lỡ vào rồi thì đi tiếp đi. Ây da bạn ơi. Đúng kiểu trong ngõ thì các bạn nhìn chật, rất là chật hẹp luôn đấy. Đúng kiểu hai người đi vào đây là bị cọ nhau luôn. Đây như có phòng này. Có ai ở nhà không? Bếp phải các bạn, bừa bộn quá. Ờ. Bình ga, ấm đun nước. À, có mì tôm này. Hiếu ăn không? Có chứ. Trông kinh quá, để đỏ đỏ trông kinh quá. À. Nhà may các bạn ạ. Nhà may Vũ Dung. Cũng nóng cửa nha các bạn. Rồi thì cứ đi thôi. Không biết gì, cứ đi thôi. Ui. Gì à? Ia, con tò he đúng không? Ui. 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 Con tò he bị bẻ gãy cổ. Ui, nó lại lành lại rồi các bạn. Rồi sao? Ô, ai kìa? Ô. Trông như kiểu đang đứng đái bậy vậy. Ê chú ơi, ở đây có người nhá. Hay là chú đang mở khóa nhà chú đấy ta? Không, em nghĩ đái bậy ấy. Không, đấy là bếp mà. Ô, chú đang nấu ăn gì à? Nấu ăn à? Ui. Ôi chú ơi. Chú ơi. Ôi. Ôi giời, Hiếu hốt. Đây. Ui giời, nó bay thẳng vào mặt mình rồi các bạn ạ. Sợ thật sự. Thôi, đi tiếp vào anh. Thẳng quá nhờ. Ôi sao chuối bị đầu rung rung lắc lắc thế này. Các bạn để ý kỹ nhá, xung quanh người chuối rất là nhiều những con nhặng con ruồi bay. Khéo đây chỉ là một cái thi thể dựng đứng thôi, không phải là người đâu. Nhìn kìa, đầu còn bị thâm thâm, nhìn không? Giống như một cái thi thể dựng đứng các bạn ạ. Sợ quá. Ui, đầu chuối cứ lắc kìa. Ờ, người bình thường là không như thế. Bác gì ơi, cho cháu hỏi thôi sao. Ui. Sắp biến mất rồi. Phép thuật uy liệt chân tim. Mất rồi. Rồi sao? Căng thẳng thế nhỉ? Quay đầu lại ngay. Ơi, thả cháu ra đi, cháu sai rồi, cháu không thuê ở đây nữa đâu. À, nghĩa là mình đang ở hành lang của xóm trọ thôi, chứ mình chưa ở trong nhà đâu các bạn. Ôi, càng ngày nó càng tối các bạn ơi. Rồi, xong, tối om luôn. Ui, giời, ui. Ôi, cô ơi, cô gì ơi, cô. Ui, tay mình sao này. Không biết gì nhá, không biết gì. Không biết gì. Ây da bạn ơi. Căng thẳng quá. Chương 2 rồi. Ui, sợ quá các bạn ạ. Rồi sao? Ui. Ui. Lại là một giấc mơ. Streamer luôn này. Ấy. Đấy. Mic mủng 2 máy tính luôn. Còn cái gì? PS5 luôn. Quá giàu luôn các bạn ạ. Ờ.
Trời ơi, nhà có điều kiện này mà lại thuê xóm trọ, cái phòng trọ ma ám. Bán bộ máy tính này đi ra chỗ khác ở đấy. Ôi giời ơi. Thế là nãy đến giờ là mình đang mơ các bạn ạ, chứ không phải là thật đâu. Mà mơ cái giấc mơ này rất nhiều lần rồi. Chơi game, làm ván game nhỉ. Alo, alo, chào các bạn đến với kênh Bí Cú Đánh nhá. Alo. Không stream được anh ạ. Máy đẻo quá. Máy đẻo. Máy làm mẫu thôi. Điện thoại, điện thoại. Ai lại gọi giờ này nhỉ? Phải nghe xem sao à. Thế anh à? Alo. Alo, là Thế Anh đây. Mày ngủ chưa? Chưa. Vừa ngủ được một tí thì lại gặp ác mộng. Vẫn giấc mơ kỳ lạ mà tuần vừa rồi mày mơ thấy liên tục đấy á. Tao đã bảo mày đừng thuê nhà trọ ở đó mà không nghe. Mày có thiếu tiền đâu mà chui với chỗ sập sệ như thế nhỉ? Tao, tao cũng chẳng biết ai xui khiến mình nữa. Thôi được rồi, nghe này. Tao đã tìm được thông tin về căn nhà mà mày đang thuê ở đấy. Thật à? Có đúng như lừa đồn không mày? Đúng là cách đây 20 năm, toàn bộ 3 người trong nhà đấy đã chết một cách rất là bí ẩn đấy. Vụ này từng gây xôn xao một thời gian dài. Tức là cách đây 20 năm. Vậy sao? Nó xảy ra án. Không tin tao được à? Người ta còn đồn thổi là sự cố 20 năm trước liên quan đến một cái hiện tượng gọi là thần trùng đấy. Ui. Thần trùng là cái gì? Nói ra thì dài lắm. Thôi giờ tao sẽ phách sang cái tài liệu mà tao tìm kiếm được trên mạng cho mày nhá. Gửi tao đi. Nhớ đọc kỹ rồi mà sớm mà chuyển đi nơi khác đi. Tao thấy nơi này không ổn đâu. Rồi bây giờ anh này sẽ phách cho mình cái tài liệu về thần trùng. Thần trùng là cái gì? Hiếu biết thần trùng là gì không? Em không. Anh cũng không. Để cho tìm hiểu thôi. Nhớ đọc kỹ rồi mà sớm mà chuyển đi nơi khác đi. Tao thấy nơi này không ổn đâu. Đây là cái máy phách này. Ui. An ninh Hà Nội, cái chết bí ẩn của một gia đình. Cơ quan công an đang tích cực điều tra vụ việc cả gia đình ông PV đột nhiên qua đời ngày 11 tháng 10 năm 1994. Được biết vụ việc này đang gây xáo động cho người dân thành phố, đồng thời gây ra nhiều tin đồn thất thiệt, mê tín dị đoan. Theo thông tin điều tra ban đầu, nguyên nhân cái chết của ba người trong gia đình có nhiều điểm khó giải thích. Tuy nhiên khám nghiệm hiện trường lại không có dấu hiệu gì xô xát, tài sản trong nhà cũng còn nguyên, nên khả năng đây là một vụ án hình sự thông thường. Cơ quan công an từ chối tiết lộ thêm về vụ án, cho hay thi thể đã được khám nghiệm xong và được trả về cho gia đình để thực hiện tang lễ. Như đã đưa tin, gia đình ông PV sở hữu cửa hàng thời trang khá lớn tại khu vực quận Cầu Giấy. Tuy nhiên thời gian qua việc kinh doanh có nhiều bất lợi do trang bị đâu do đang bị điều tra về nguồn gốc hàng hóa. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật về vụ việc này. Ok. Một bản nữa anh ơi. Đây là thần trùng là gì? Thần trùng là gì? Theo dân gian thì thần trùng là một con quỷ gây ra hiện tượng trùng tang. Nó đội lốt của một con chim mỏ đỏ. Con chim lúc đây đấy hả? Con chim lúc ấy ơi. Con chim này chuyên đi canh để hành hạ người mất vào ngày trùng, giờ trùng hoặc bắt đi những người thân của người mất. Một số nơi thì lại quan niệm thần trùng là một vị thần bí ẩn chuyên đi tra khảo những người mất để họ khai ra họ tên người thân. Từ đó thần sẽ bắt họ đi, để bắt những người thân đi. Trùng tang là gì? Trùng tang hay còn gọi là chết trùng, được hiểu là một hiện tượng khi có một người thân trong gia đình vừa mất đột ngột do bệnh hay tai nạn, và chỉ trong một thời gian ngắn sau đó thì người thân khác trong gia đình lại mất tiếp với những nguyên nhân hết sức đột ngột. Những người chết sau đó thường là những người gây ra sự chán ghét cho người mất trước. Ghê vậy. Trùng tang còn được mọi người truyền miệng là hiện tượng của những người mất vào giờ xấu, không thể đi siêu thoát được. Mọi người còn đồn nhau rằng gia đình nào trùng tang thì chỉ còn cách đi nhờ và các thầy pháp cao tay mình mới giải được các bạn ạ. Rồi hết rồi. Đáng sợ quá. Ôi trời ơi. Bây giờ tôi định giúp vào cái nhà này làm gì? Vụ án mạng thì chứng tỏ nhà này đang có ma ám rồi. Thôi anh ơi, đừng ra ngoài nữa, mình ngồi chơi máy tính đi. Nhưng nghe mình đợt bắt ra ngoài, mình cứ ngồi đây không chơi nữa. Không chơi, lỗi. Thế thì không được. Thế thì em chơi một mình.
mình cần lên mạng để tìm hiểu nguyên nhân thêm về cái ngôi nhà này. À ừ, mình có thể tra trên mạng các bạn. Sao xóm trọ nát như này mà vẫn có mạng rồi ạ? Mạng chứ, bây giờ công nghệ thông tin mà em đây. Streamer lại không có mạng. Thế thì hơi ảo em ạ. Thôi mất mạng luôn rồi. Rồi. Phải đi kiểm tra modem. Đó, modem đâu? Thì nhà nứt toang này. Ui thề cái nhà này mà cũng thề. Đường đường là một streamer uy tín thế này. Modem mạng đâu chắc bên ngoài nhá. Modem thì thường thường treo trên tường các bạn. Không dạ được biết đâu. Sấm sét đùng đùng, trời có mưa đâu. Ui, đây là cái lúc đầu chơi. Bạn còn nhớ cái lúc đầu mà có một cô gái ngất đây không? Đấy. Ở đây, modem mạng đây. Đã reset cái modem này rồi. Bây giờ chúng ta đi vào trong, lên mạng điều tra, tra về cái ngôi nhà này, xem có chuyện gì đã xảy ra. Cái gì thế nhỉ? Sao vướng chân thế nhỉ? Trồng cây. Ủa, sao máy vẫn không có mạng? Mình đã reset cái modem rồi mà. Ta kiểm tra lần nữa xem nào. Rõ ràng là vừa bấm reset nó từ đỏ thành xanh rồi. Chứng tỏ phải có mạng thì nó mới xanh, không hiểu. Đồ dở anh ạ. Chắc ở chắc là nghèo quá lắp mạng dở mà bạn. Cái modem hỏng. Ui. Ê. Con mèo đen các bạn. Mèo hư thật đấy. Đây này, nó lại đỏ rồi. Quái lạ, không reset được. Chẳng lẽ cái modem này hỏng hay là bị đứt cáp quang giờ này hả? Thôi đã vậy thì phải giải quyết cái nỗi buồn trước khi đi ngủ, mai tính sau. Thôi giải quyết nỗi buồn thôi. Đi tè thôi. Không tối ngủ tè lắm. Có dấu hỏi bồn cầu này. Tè. Rồi đấy. Thư giãn hiểu. Thư giãn có anh ạ. Ê. Ê. Ui. Ê. Sao bạn bảo lên. Ui. Có tiếng ai khóc đằng sau ấy. Ai sai. Bồn cầu. Đúng kiểu chắc là sợ ma qua đáy ra máu rồi. Rồi Hiếu ơi. Không nhìn gì nhá, không nhìn gì. Không nhìn gì. Anh ơi đừng nhìn gì. Không nhìn gì hết. Ok, không biết Hiếu. Anh không biết gì. Chị ơi, em không biết gì, em không làm gì đâu, điện em đến đây thế trọ rồi. Em vừa mới lên mà. Gì đã biết nó hù rồi mà vẫn giật mình các bạn ạ. Sợ thật đấy, nó dí mặt vào mặt. Thì ai mà đỡ được. Ây da, ngất luôn các bạn, mình ngất luôn rồi. Ui. Ngất luôn các bạn, sợ rồi đấy. Ôi chị ơi. Chuyện gì vừa xảy ra vậy? Ui, toàn máu thôi, đi thôi. Về phòng rồi anh ơi, đi. Tắt đèn đi ngủ. Ừ. Đắp chăn, trùng kín chăn. Đấy là biện pháp duy nhất bây giờ có thể làm. Anh ơi, có tiếng gì kìa? Tiếng chuông điện thoại em ơi. Thế anh hả? Có phải người bạn thế anh của mình không? Đây rồi. Alo, mày gọi đúng lúc quá. Tao vừa mới gặp ma xong đây. Bị ma hù cho ngất xỉu các bạn. Alo. Ôi. Thế anh à? Có nghe thấy tao nói gì không? Alo. Nghe này, tao vừa tìm kiếm thêm được thông tin về cái đêm mà ba người trong gia đình này qua đời. Hóa ra. Ôi mất tín hiệu rồi. Không nghe được rồi, không kêu cứu được luôn rồi. Ui, anh ơi, sóng điện thoại vẫn còn kìa. Mày nói gì tao không nghe rõ. Alo. Chết tiệt thật. Ui, sao lại mất sóng lúc này cơ chứ? Hiếu vừa bảo có sóng, cho mất sóng. Chịu. Ừ.
Đi ngủ được chưa? Đi ngủ đi. Ôi giời ơi, giờ ngủ không có chăn thì lấy cái gì mà chùm, ma nó dí mặt mà. Rồi bây giờ làm gì? Anh ơi, cho em đóng cửa, cho em đóng cửa sổ các thứ luôn đi. Cũng đóng cửa, không cho đóng cửa mà. Có ai bên này không? Ô, mở được này. Ô, rời khỏi căn nhà này. Có cả tầng trên kìa. Tầng trên. Ui, sao nhiều con bọ thế này? Ui, ảo giác đi. Ảo giác. Gặp ma xong bị ảo giác. Đừng động vào toilet nữa, không là nó phun máu lên đấy. Ui, đừng. Không soi gương được à? Ê à, phải soi gương được chứ. Máy giặt này. Ui, như mày quan tâm bố. Dán bùa kìa anh ơi. Ờ, đây đang dán rất nhiều bùa và hình đây là hình Phật các bạn ạ. Linh Phương Tắc Phúc 2021. Gì à? Đúng cửa kính của Việt Nam rồi các bạn ạ, cửa nhôm kính. Đi xuống tầng đi anh ơi. Xuống tầng nhá, bây giờ chúng ta sẽ đi xuống tầng các bạn ơi. Ôi, được chú anh đi xuống tầng nhá, anh nghe thấy con gì cười á. Thôi anh ơi, quay xe thôi. Anh không sợ đâu. Bỏ kính. Ui, thấy mẹ gaming rồi. Nó xích cái cửa như thế kia thì ra làm sao được. Nhìn thấy không? Ui, nó xích lại còn màu đỏ các bạn ạ. Ờ, xích không màu đen, xích màu đỏ. Ôi trời ơi, thế này mà ra sao được. Ui, tiếng gì? Có tiếng mài dao các bạn ạ. Trời chú ơi, cháu là người, cháu không phải là đồ vật, không phải là thức ăn. Trong nhà này mài dao mà. Rồi nó xích này. Rồi thế này ra bằng niềm tin. Sao lại có những sợi xích này? Giờ làm sao mình có thể rời khỏi đây được? Tìm cái gì đó để cắt cái xích này. Căng thế nhỉ? Tìm ở đâu ra bây giờ? Sao trong bếp phải có... À, mình vẫn nghe tiếng mày sao? Ừ, chú ơi, cho cháu mở con dao. Mở cửa chú ơi. Để ý nhá. Nhìn xem xung quanh này, anh nghĩ chắc chắn sẽ có cái gì để cắt được. Lấy đũa cắt xích anh ơi. Đũa cắt, cắt cái gì? Nhà dột này các bạn này. Đúng kiểu trong ngõ ẩm thấp. Ê, à đây. Đây, đây rồi, đây rồi. À, thấy luôn, thấy luôn. Có một cái kìm cộng lực. Cần tìm cái gì đó lên cao à? Ghế anh ơi. Ờ, có cái ghế này. Rồi. Lấy luôn. Thoát rồi Hiếu ơi. Chúng ta thoát rồi, cắt xong cái xin đấy mở cửa chạy luôn. Chạy mất dép luôn. Không mà quay trở lại phòng trọ lần hai. Hi hi. Thoát thôi. Xích nhỉ. Làm sao mà xích được mình. Tuổi còn ngàn con. Làm sao mà xích nhờ anh Bê Kỳ Thành. Thấy chưa. Nhưng mà nó xích nhiều xích quá nhờ. Cắt này hơi mất sức. Ui, có cái gì lấp ló kìa anh ơi. Được chưa? Cô hàng xóm! Cô ơi cứu! Cứu con! Cứu mình ra! Cô ơi cứu cháu, thả cháu ra! Cắt đi, cắt đi! Cắt đi! Rồi ôi, cắt xích, cắt xích! Cắt! Cô ơi! Cháu cắt xích! Cứu, cứu, cứu! Rồi xong, gọi cô ấy không nghe thấy gì nhá! Bên trong này nói thì bên ngoài không nghe thấy được! Sao lại không cắt được cái xích này? Không lẽ là mình sẽ bị nhốt đấy mãi mãi? Ui rồi Hiếu ơi, không cắt được cái xích này. Ui. Cứu cháu ơi. Bác gì ơi, giúp cháu với. Bác ơi, bác có nghe thấy cháu không đây? Rồi xong, bác không nghe thấy, bác cũng không nhìn thấy mình luôn.
Chỉ còn cách là quay lại tìm đường khác thôi. Không ổn à? Chú ơi, bác gì ơi, bác có trong đó không đây? Ở trong này có người thật à? Cháu với, cứu cháu với bác ơi. Thằng kia, mày điên à? Không biết bây giờ không? Giúp cháu với, trong nhà thấy như có ma bác ơi. Sao? Mà nói sao? Cháu vừa nhìn nó xong bác ạ. Giờ thì cháu không thể ra khỏi đây được nữa. Mày nói thật chứ? Mày có ma trong nhà nó vẫn bình an. Ông này có vẻ ông kiểu biết như kiểu chuyện này chuyện rất bình thường đấy. Dạ vâng, nhưng mà bác ơi. Vậy là trời giúp ta rồi. Điên. Mày con, nếu mày muốn thoát ra khỏi đây thì phải đi kiếm cho ta mấy món đồ này. Giọng ác à? Thôi thôi, kiếm đồ anh ơi. Tìm đủ cho ta mấy món đồ này, ta sẽ giúp mày ra khỏi đây. Không tìm thì sao? Không tìm sao? Nhưng bây giờ còn mỗi cách thì thôi, xích không cắt được. Chỉ có mỗi ông này giúp mình thoát ra khỏi đây. Bây giờ mình phải đi tìm đồ trong đấy. Tức là cái kìm cuốn anh ạ. Có mẩu giấy này. Chìa khóa. Chiếc chìa khóa được ông già sống bên dưới đưa cho, có lẽ mở được một cái căn phòng nào đó trong nhà. Ui ôi ôi. Một ngón tay người. Một chiếc răng người. Một nắm tóc người. Ông này kỳ ta, sao lại tìm cái này ta? Là tìm những thứ đâu đâu anh ạ. Bây giờ theo em là mình sẽ có phương pháp nào? Mình sẽ tự ra chặt tay em, tự nhổ tóc, tự bẻ răng. Chuồn thôi còn hơn là còn có khả năng là sống. Bây giờ mà cứ đi trong nhà này gặp ma là thế đấy các bạn. Có gãy gất chết đấy các bạn. Mất ngón tay vẫn sống được, mất răng vẫn sống được, mất tóc cũng không sống được. Nhưng mà mất mạng là không sống được các bạn ạ. Còn đi vào trong gặp ma là mất mạng đấy. Đây có dao này tự xử luôn đi không? Xử dao với bác ơi, cháu xong rồi đấy. Là bác cứu mình luôn. Nhổ tóc luôn. Chặt ngón tay xong đưa cho bác ơi. Đấy, xong rồi. Như trong phim hành động ấy các bạn ạ. Chứ bây giờ mình như này mình không bao giờ mới thoát được. Hay là cái căn phòng thẳng dưới này. Chắc thế rồi. Em nghĩ thế. Căn phòng này là mình đi lên cái chỗ hành lang lúc nãy. Chỗ cửa nhôm kính ấy. Chương 3 luôn. Tới chương tiếp theo các bạn ơi. Tiếp tục anh ơi. Tôi đi đâu tìm tóc cho ông đây. À. Ui. Gì thế? Ui, tối om luôn anh. Cô mở chưa? Không đi, không đi đâu. Nhắm mắt rồi đi. Tỉnh lắm. Thường mở khóa phòng đấy anh ạ. Không mở được em ơi. Chắc lại phải đi lên trên rồi. Chưa còn một tầng nữa đấy. Bức ảnh gia đình. Một bức ảnh dòng họ có vẻ là gia đình chủ nhà đang cho mình thuê trọ. Trên bức ảnh thì có ghi dòng họ Phạm, ngày giỗ gia đình chú Vũ 10/2019. Phòng này xem nào. Ui. Ủa là cái phòng này các bạn ạ. Lạy Phật một lạy tội diệt hà sa. Ủa thế có thấy gì đâu. Tối quá. Không thấy gì. Tối quá không thấy gì. Đâu có thấy gì đâu. À đây có một tiếng sáng các bạn ơi. Bật điện đây, bật điện đây, công tắc điện. Phòng thờ nha các bạn. Bó hương với cái bật lửa. Hóa đơn, một tờ hóa đơn bán hàng do ông Phạm Anh Vĩ đặt mua với số lượng khá lớn.
thẻ hương, tiền vàng, quần áo tổng là 21 triệu. Ui. Ơ, anh ơi. Lần nào cũng đốt từng thế này mà có đuổi được ma đâu. Ui. Ông này ông đang tìm cách thờ cúng để đuổi ma. Ông này chắc là ông thuê trọ lần trước à? Chắc thế rồi. Ôi xong, đây có cái tủ rồi các bạn ơi. Văn bản đồng ý quyền thừa kế. Văn bản đồng ý quyền thừa kế. Chúng tôi đại diện cho dòng họ Phạm đồng ý cho anh Phạm Anh Vĩ, cháu trai đời thứ 7 của gia tộc, thừa kế căn nhà số 4 ngách 41 Việt 3 Trần Duy Hưng của ông Phạm Vũ. À thế là đây là ông này là ông được thừa kế đấy. Ông chủ nhà đó. Việc gia đình ông Phạm Vũ không may qua đời là để lại di chúc cho anh Phạm Anh Vĩ, gọi ông Vũ là bác ruột, hưởng thừa kế căn nhà trên là hoàn toàn chính đáng. Anh Phạm Anh Vĩ có nghĩa vụ cúng bái được các thứ tùm la. Đây là đấy, thừa kế là anh Phạm Anh Vĩ. Và bên dưới có một dòng viết tay, có vẻ là chủ của nhà này. Các ông lừa tôi, nhà này có ma nên mới để cho tôi chứ quý hóa cái gì. Ồ, thế là anh Vĩ này, anh biết là bây giờ khi mà anh chuyển đến, anh biết là cái căn nhà này có ma. Đấy, nghĩa là những người trong nhà biết có ma nên mới để lại cho cái anh này đang cay. Và anh đang tìm cách là mua đồ cúng về cúng lễ để trừ tà, diệt ma ấy, nhưng mà vẫn không giải quyết được các bạn. Nên xử lý được con ma các bạn ạ. Nên là cái căn nhà này vẫn đang có ma. Ui. Gia phả gia tộc. Gia tộc phải đông thế. Ờ. 7 đời. Túi đựng X quang, một túi đựng kết quả phim chụp X quang của ông Phạm Vũ 49 tuổi. Có một ghi chú nhỏ với nội dung gia đình muốn ướp. Ui, thế là ông Vũ này đang bị ướp xác à? Anh ơi, bị mất một ngón tay. Ờ, mất một ngón tay, khéo là mình phải đi tìm ngón tay của cái ông này. Và ông này bị, cái xác của ông này đang được ướp bảo quản chứ không tiêu hủy các thứ, không đi hỏa táng, không đi chôn gì hết. Chúc mừng sinh nhật con, thiệp sinh nhật. Rồi. Không biết ai luôn. Rồi sao, mình làm cái này để làm gì? À. Lấy à, spec lấy à? Nữa đi. Let's go! Yes! Đây có em thì trí thông minh. Ôi trời ơi. Đây là một trò chơi dân gian gì đấy, nhưng mà mình chưa chơi bao giờ các bạn ạ. Và đây chúng ta lấy được một cái chìa khóa. Let's go. Rồi cuối cùng ra khỏi cánh cửa rồi. Cay thế nhờ. Mở cửa ra lấy được chìa khóa rồi. Ôi trời ơi. Thả tao ra, thả tao ra. Ui. Một cái khung tranh Phật. Lấy khung tranh Phật làm gì? Thả ra. Đây có tôi thả ra không? Nhặt luôn. Mở cửa đi nha. Đóng cửa đi. Ủa sao cánh cửa tự nhiên bị khóa? Thả tôi ra. Ôi trời ơi. Vào được có tí là đã khóa cửa rồi. Khó chịu thế nhờ. Dùng chìa khóa. À dùng. Ơ. À, không dùng được. Ơ nhưng mà bức tranh Phật rơi đâu? À đây. Nó rơi cái bức tranh này xuống các bạn ạ. À. Bây giờ chắc là mình phải gắn lại đây. Đấy, phải treo cái gì đấy. Ôi trời ơi. Treo lại bức tranh. Ui. Đi đi à? Tranh cái mồm mà. Ôi trời ơi. Treo ơi. Thả ra. Ôi trời ơi, khó chịu quá. Thả ra đi. Chịu quá được chưa? Vẫn không dùng được.
thắp hương các bạn ơi. Chúng ta phải thắp hương cầu Phật. Chưa ổn chưa? Sao chúng nó vẫn xuất hiện trên bức tranh kia? Cái cửa mở rồi. Chạy chạy. Bị nhốt lâu quá rồi. Cuối cùng được ra ngoài các bạn ạ. Nhưng mà ra ngoài tối quá em ơi, sợ quá. Vừa mới được ra ngoài không nhìn thấy cái gì các bạn ạ. Mất điện sao? Mình cần thứ gì đó để soi đường. Ý sẽ có bật lửa. Ui. Lúc này có thấy đứa nào đi vệ sinh ở đây đâu. Ui. Nó đóng cửa anh ơi. Mở cửa. Có dùng được chìa khóa được cửa này không? Không mở được các bạn ạ. Mở được cửa này không? Ui, cửa này không cần khóa. Ây da. Phòng trọ của mình nè. Cái gì vậy? Ui. Ảo quá. Có cái bóng chẳng chẳng các bạn ơi. Ui sao phòng này có đèn đỏ? Ông thì sao không biết? Sao lại cho con bé đi uống thằng đó? Quyết thì quyết. Ông có biết cái thằng đó là cái loại nghèo kiết xác không? Tôi đã chặn sẵn đối tượng mai mối cho con bé rồi. Nó còn trẻ sao với nghèo cái gì? Hơi buổi nào mà con tự tử cố hủ. Việc chi tiêu trong cái nhà này bao nhiêu năm nay tôi lo hết thì ông biết gì? Đồ bất tài như ông, đừng có mà làm hỏng tương lai con bé. Ôi, bà đừng có mà lóng tôi. À, ông giận đánh tôi à? Đồ vô vô, rồi ông sẽ phải hối hận. Ui. Ê, ai xa, ai xa á, con gì đấy? Tiếng nhạc cái phòng này. Ui. Đây hóa ra là cái phòng này các bạn ạ. Ủa thế có thấy cái gì đâu? Ui nhìn. Ui, đây có bức ảnh các bạn ơi. Một cái bức ảnh được che mặt rồi các bạn ạ. Không thấy ai với ai luôn. Chính là hai vợ chồng mới cãi nhau đây. Đi đây chăn à? Kinh quá. Tối quá không tối thì... quá. Một bức ảnh. Anh ơi có chìa khóa trên bàn kìa. Anh biết mà. Sinh nhật của con gái. Đây là hai vợ chồng nó cãi nhau đấy. Một chiếc chìa khóa cũ kỹ rất lâu rồi chưa được sử dụng à. Anh nghĩ là có thể nó mở một cái đồ gì ở trong cái nhà này, căn phòng này. Còn gì trong căn phòng này nữa không? cái tủ ấy. Một cái tủ bị khóa, mình vừa nhặt được một cái chìa khóa cũ rất lâu rồi, chưa dùng ở trên bàn rồi, chắc là cái chìa khóa của cái tủ này rồi. Dùng nó thử xem nào. Có đồ các bạn. Chìa khóa cũ. Căn phòng kỳ quái trên tầng 2 không thể ra bên trong căn nhà này. Và một cái tờ giấy gì đây? Một quyển vở thống nhất, có vẻ là cuốn nhật ký của ông Phạm Vũ, chủ trước của cái căn nhà này. Nhặt luôn, không thà. Ôi! Đều hồi trở về quá khứ anh ơi.
trở về quá khứ ôm nào. Ui sao có điện luôn rồi, lúc ấy vào có đấy không, đấy có điện. Cánh cửa mở ra mình chưa mở nha. Ui không ổn được các bạn ơi. Ui đây chính là đâu, đây là quyển lịch chứ không phải là tranh của một người nào đấy các bạn. Ui cái gì có điện rồi anh với cứ đành ơi, có điện rõ, bây giờ mình phải đi thôi. Hiếu chúng ta lại đi dùng cái chìa khóa đi tìm một cái phòng ở đấy, tìm cách để mở cái lọ mà mình lấy được ở trong nhà vệ sinh các bạn. Mình sẽ mở từ tầng 1 đi. Thường là dụng cụ nó sẽ ở cạnh bếp, những dụng cụ như là để mở lọ, mở chai ấy. Để xem chìa khóa có mở được không nhỉ? Mở được luôn này. Ui giời, thông minh luôn, tính toán luôn, đỡ mất công mở nhiều. Ui đi sắp cửa rồi kìa. Đóng cửa rồi, rồi vào lấy cái gì đồ dùng thôi mà nó bị nhốt trong này luôn. Con mài mất dạy thật. Mở Hiếu ơi mở. Ui không biết trong lọ này có cái gì ta, đừng bảo là một ngón tay nhá. Đúng kìa, sợi tóc. Trông như ngón tay, chắc là cái ngón tay thôi. Eo ơi. Dị vật lấy từ trong lọ, một dị vật lấy trong bên trong cái lọ và bên ngoài bọc một cái lớp nhầy màu đen trông thật là kinh khủng. Để ngón tay cho anh ơi. Anh đoán là ngón tay rồi. Ôi, thấy cái mặt nó luôn. Thấy cái mặt nó luôn. Sợ chưa. Ui sợ thật sự. Ui, anh bắt đầu nhìn thấy ảo giác rồi đúng không? Bây giờ chúng ta phải đi tìm cách rửa. Rửa thì chúng ta phải tìm chỗ nào có nước. Trên tầng thượng, trên tầng cao nhất chúng ta có vòi nước. Anh nghĩ là chúng ta sẽ lên đấy để rửa, chứ không thể mang vào bồn cầu rửa. Ồ đây rồi. Rửa đây, khổ quá các bạn. Thế mà anh mới cái thành bảo rửa tới tầng 4 đấy các bạn. Ở trên đấy có vòi nước mà nó không cho rửa chứ đúng không? Mình thấy vòi nước mà. Game bắt phải mang vào đây rửa. Rồi rửa xem nào. Không nhìn thấy trong gương có gì à đúng không? Ông mất ngón tay đấy, ông chặt ngón tay rồi. Đấy biết ngay mà anh đoán kiểu gì, nhìn trong gương có cái gì đấy mà. Chương 4 các bạn ạ. Vậy là chúng ta lấy được cái ngón tay rồi. Cái gì vậy? Ui. Mày quá chưa mất ngón tay. Mất ngón tay này thì đúng thành hốn lô hồng luôn các bạn ạ. Chuyện này là sao? 9,5 điểm. Một ngón tay. Thế mình còn thiếu tóc này và răng. Đưa ngón tay cho cái ông già bên ngoài. Ê giời, biết ngay đoán dài dài ngắn ngắn thế chỉ có ngón tay thôi. Đây rồi các bạn ơi. Đi gặp cái ông già rồi các bạn ạ. Mình còn thiếu tóc và răng. Ông này ông làm gì mà ông lại cần những thứ đáng sợ đấy nhở? Chắc làm bùa anh ạ. Ờ nhờ, ông này kéo tà ma ngoại đạo rồi các bạn. Không biết ông có tha cho mình thật không luôn á. Mở cửa đi. Dậy đi ông chú ơi. Dậy đi ông cháu ơi. Mình đưa ngón tay cho ông ấy xem nào. À phải đưa ông ấy đấy. Bác ơi, cháu tìm được một ngón tay người rồi ạ. Đâu, đưa tao xem nào. Tốt, tốt lắm nhóc. Bây giờ cầm lấy thứ này và tiếp tục công việc của mày đi. À, ông này ông để cho cái chìa khóa này. Oh,
không cần chìa khóa các bạn đi vào được luôn. Trời ơi. Rồi, đi tìm cái gì nữa? Cho mình cầm cái cưa hay con dao đi hay cái kéo đi gặp ma con xiên được chứ. Bây giờ cứ đi người không này sợ bỏ sừ ra. Anh thử mở cửa căn phòng này đi. Ừ. Được rồi đấy. Trông hơi bị tối ấy. Ồ. Tối quá. Bật lửa. Mà nước canh. Ồ, đây như kiểu nhà may á, rất nhiều vải các bạn ạ. Ui. Ở đây có hai quan tài các bạn ơi. Hai chiếc quan tài. Một ông một bà. Hay là hai vợ chồng kia nhỉ? Hai vợ chồng trên tầng vừa nãy anh ơi. Thắp cho hai ông bà nén hương để ông bà tha cho cái khổ quá. Ừ, cháu rồi. Rồi xong. Chỗ này hình như thiếu di ảnh của người đã khuất. Ôi, cái di ảnh? Mang di ảnh để vào đây. Ok, chúng ta sẽ dùng cái di ảnh vào đây các bạn. Không phải à? Một trái một phải nhá. Ờ đúng rồi, đúng rồi. Mình phải để đúng chỗ nha các bạn. Đúng rồi, đây là của ông này. Ý, sao nhiều người đây? Ê, các ông cháu ơi, các ông chú ơi. Từ từ thôi. Có gì đâu, cháu chuyện gì xảy ra hết. Đấy, cứ nhìn lên trên là không thấy gì. Ui. Mình quay trở lại đây. Ờ, quay trở lại căn phòng đấy rồi, như kiểu bị ảo giác các bạn. Ta sẽ tìm kỹ ở trong căn phòng này xem có gì không. Sổ chi tiêu kinh doanh tháng 7 năm 1994 của một cái cửa hàng quần áo Vũ Dung. Lỗ nặng. Kinh doanh kém. Ờ, thất bại rồi. Thất bại. Các bạn ơi, nhà ấy thất bại. Còn gì đâu. Đúng kiểu mấy cái ghế ngày xưa. Đống ở đây luôn. Có 3 bàn may các bạn ạ. Nhà may rất nhiều bàn may mà. Ủa thế mình tìm kỹ chưa nhỉ? Đây là cửa ra rồi. Trong nhà may không có gì à? Trong nhà may chỉ có vải thôi đúng không? Thôi mình đi ra đi. Không, anh nghĩ sao mà phải có gì đó. Anh đi một vòng mà có thấy gì đâu. Thấy mỗi cái tờ giấy kinh doanh lỗ. Giấy đề nghị vay vốn. Một tờ giấy khai để vay vốn ngân hàng. Thế là nhà này buôn bán lỗ nặng xong đi vay vốn rồi. Đúng là kém cỏi. Thất bại rồi. Ô, cửa mở kìa. Ô. Cửa mở bà ơi, chạy đi kìa, cửa mở sáng rồi. Chạy thôi. Gì vậy? Ờ, có tiếng gì anh ơi? Ui! Cái gì hiểu? Mày đã bị sợ ấy. Không được rồi. Đóng cửa lại đây em ạ. Mình cần lên tầng thôi. Quay lại cái chỗ cái căn phòng đấy chắc luôn. Ui. Mấy con thỏ he đó cô đem giấu hết đi rồi. Chỉ tại cái thằng nhà quê đó bày trò ra cho con bé. Thôi chăm sự cô nhiều cháu đấy nhé. Cô kiên tâm. Cô cứ cố gắng cho em nó uống thứ thuốc trong lọ này. Tình trạng trầm cảm sẽ ít nhanh thôi. Nó không uống, cô ép nó uống. À này, có điều những loại thuốc này chưa được hợp pháp cho lắm. Cô nhớ giữ kín chuyện này nhé. Cô biết rồi. À này, có
còn một cái khoản tiền mà cô muốn vay bố cháu ấy. Cháu sẽ về tác động với bố cháu, chắc sẽ ổn thôi cô ạ. Dù gì hai gia đình rồi cũng trở thành thông gia thôi mà. Đúng đúng, cháu nó phải lắm. Còn còn thằng sinh viên nghèo kia ấy, cô sẽ có cách giải quyết để con Linh phải quên nó đi. Thế là bà mẹ đang thông đồng với một anh nào đấy. Chủ nợ, con trai của chủ nợ các bạn ạ. Là muốn cho con gái mình cưới cái thằng này chứ không cưới cái một đứa sinh viên nghèo. Đó là chấm cho anh. Lọ thuốc. Không có nhãn mác các bạn ạ, đè thuốc cấm đấy. Một mẩu giấy ghi gì đây? Đơn thuốc viết tay, thuốc trắng 2 lần sau bữa ăn, thuốc xanh 1 lần sau khi ngủ dậy, thuốc vàng 2 lần sau bữa ăn. Bác nhớ thuốc em uống đầy đủ, nếu đau đầu thì mua thuốc giảm đau hạ sốt uống ạ. Cái thằng này sao nó độc ác thế, nó cho con bé uống cái gì không biết luôn. À. Lại nữa hả? Có tiếng con chim anh ơi. Cái gì vậy? Con chim mắt đỏ. Ui. Hết con chim rồi, không sợ nữa. Mật trùng anh ơi. Cần cái thứ gì đấy để cậy ra. À, mình có cái kìm. Thử dùng kìm xem cậy đâu nhá. Mình có cái kìm cộng lực các bạn ạ. Hình như là cái kìm cộng lực không có tác dụng gì. Chúng ta phải kiếm cái đồ khác. Cậy tủ à, xuống phòng bếp kiếm nào. Theo Hiếu thì mình sẽ dùng cái gì để cậy tủ lạnh? Em nghĩ là nếu mà dùng cậy tủ thì chắc là phải dùng cái đòn bẩy anh ạ. Xe beng hoặc cái gì đấy. Xà beng. Xà beng thì ở đâu bây giờ? Trong nhà vệ sinh à? Được, anh lên trên tầng kiểm tra trước. Đây rồi. Có dấu hỏi chấm là chắc là cái này rồi. Xà beng. Ây à, đoán chuẩn phết nhờ. Chúng ta có một cái xà beng. Đi cậy tủ xem bên trong cái tủ đấy có cái gì. Em nghĩ là không có tiền đâu, nhà này nợ nhiều lắm. Có tiền thì mình giàu to, chắc chắn là không có tiền. Tầng nào nhỉ? Đây phòng này, tí thì đi qua. Để rồi, cậy ra xem bên trong có gì. Có gì Hiếu, đoán xem. Không có tiền. Cái quần què gì đây? Không lẽ đây, không lẽ phải nhổ răng từ cái xác này? Có một cái xác ở trong đây các bạn. Ui. Kim nhổ răng anh ơi. Dùng kim cộng lực đâu. Không được em ơi. Ôi, lại chơi xếp hình. Ây à, căng hết nhở. Đây hình đây. Chú bé ôm gà trống. Tranh dân gian ở đâu? Không phải ôm gà trống, ôm con gì nhỉ? Không biết luôn. Để con quái vật các bạn ạ. Ừ, quái vật gì đấy. Rồi các bạn ơi, sau một hồi mình bấm. Mình không giải được cái này luôn các bạn ạ. Này thôi. Kiếp với các bạn ơi. Sau khi giải được cái này thì chúng ta được một chiếc chìa khóa. Chìa khóa Việt Tiệp luôn các bạn ạ. Đúng huyền thoại luôn. Đó. Bây giờ chúng mình phải tìm một thứ gì đấy để còn nhổ răng anh ạ. Tìm dụng cụ để bẻ răng. Ây da. Sợ vậy. Bẻ răng thì chắc là thường là kìm hay cái gì đấy chứ nhỉ. Em nghĩ là nên xuống tầng 1. Tầng 1 có cái phòng kho các bạn. Xem có đồ gì không? Ở đây mình thấy khá là nhiều đồ. Ví dụ như cái này có thể bẻ răng được này. Cái cờ lê này. Cái cờ lê sao lại bẻ răng? Bẻ được mà em. Thế chắc không phải rồi. Ngoài này có gì bẻ răng được không ta? Trong bếp đâu lại có cái gì đó để bẻ răng. Vào bếp biết đâu lại lấy được cái gì bẻ răng sao? Chắc là không có gì rồi. Chắc là chỉ có ở trên nhà thôi các bạn ạ. Anh nghĩ là tầng 4 hoặc tầng 1. Một trong hai thôi. Hoặc là chính là cái tầng mình đang sống. Đồ mình có gì nhỉ?
còn mất con tò heo. Đây, nhiều đồ hết. Anh ơi, hình như còn một cánh cửa mình chưa mở. Mình vừa đi ra cửa nào đây em? Lạc luôn. Hả? Hả? Phòng ngay trên phòng trên nữa. Hả? Nếu mà không vào được chắc chắn là có lý do cho mình ở ngoài này rồi. Dạ, yeah. Phải đợi nó hiện bàn tay kia anh. À, còn một chìa khóa mà. Anh chưa mở này. Ui giời, hóa ra là nó cho mình ra đây để mở. Ra ngoài vườn luôn rồi Hiếu ạ. Ui ngoài vườn có một cái miếu các bạn ạ. Đúng không nhỉ? Ừ. Sao nhà lại đi ra được ngoài này nhỉ? À đúng rồi, đấy là một cánh cửa đi ra ngoài đó các bạn. Ui tiếng gió heo hút quá các bạn ơi. Tiếng gió trong đêm. Ui kìa, có dấu hỏi chấm kìa. Dấu hỏi chấm là chấm. Ồ, có hai ngôi mộ. Thôi, mộ chôn ngay trong nhà luôn, đằng sau vườn luôn. Eo ơi. Ui, đừng quay lại anh ơi. Bấm vào dấu hỏi chấm mình đừng quay lại nữa. Nó đâu có mai sao? Anh không lấy được. Tìm cách gì với đi. Tìm cây nào với đi. À đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Mãi mới lấy được các bạn ạ. Ui. Ôi trời ơi, cháu ơi. Nhắm mắt vào. Nó biến mất rồi. Ôi giời ơi. Hiểu hốt các bạn ạ. Ui quý. Thoát ra khỏi đây nhanh anh ơi. Đi bẻ răng thôi. Ôi giời ơi. Kinh quá. Thôi được rồi. Đến lượt nha sĩ anh. Nha sĩ Bê Quy Thành nhổ răng các bạn ạ. Nhổ răng cái xác luôn. Ghê thật đấy. Cái phòng nào ấy nhở? À đây, phòng này đúng không? Phòng này. Bạn ơi xin lỗi nha, mình nhổ răng bạn nhá. Hơi đau tí thôi. Nó biến mất rồi. Nó biến mất rồi lại quay lại các bạn ạ. Nhổ răng nó. Nhổ. Nhà xin với Quy Thành. Hello, bye bye. Mình xin chiếc răng của bạn nha. Bye bye. Bây giờ chỉ còn mỗi tóc thôi anh Bên Kỳ Thảnh ạ. Anh thấy không ổn. Uống ngụm nước á. Ôi, sao đèn dưới sông nó lại sáng ấy nhỉ? Mình đưa răng cho chú xem nào. Đau tim quá các bạn ơi. Chơi game mày đúng giảm tuổi thọ luôn đấy. Đây rồi, đưa răng. Còn sợi tóc nữa thôi các bạn ạ. À, cái trong chú cái răng đi anh. Bác ơi, cháu tìm được thêm chiếc răng rồi ạ. Đâu, đưa tao xem nào.
Tốt, tốt lắm. Tiếp tục công việc của mày đi. Một thứ nữa tao cũng cần đó. Này bác không cho cái gì luôn. Thì bò thế. Rồi tìm tóc ở đâu hiểu? Em nghĩ nếu mà tóc thì thế là sẽ có trong nhà vệ sinh anh ạ. Ừ, hợp lý. Chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm từ cái nhà vệ sinh nha. Trương Nam. Let's go. Đấy chắc trường cuối cùng các bạn ạ. Ừ, mình còn đúng một cái tóc nữa là mình có thể thoát ra khỏi đây. Nhưng mà không biết có thoát được không. Đúng là không. Mày đừng có dọa anh nữa. Trong nhà vệ sinh anh ơi. Tóc rất có khả năng trong nhà vệ sinh nha. Ui, nhiều cánh bướm quá các bạn ơi. Ui, nó biến mất luôn rồi. Về phòng mình tìm thử anh ơi. Khó thế nhờ game này. Ui, điện thoại, cứu, cứu, cứu. Có sóng điện thoại rồi. Kìa anh, kìa anh. Thế tao nói gì không? Alo, thế anh đấy à? Alo, cô, không nghe thấy gì cả. Đó. Cô, có cái bác cho mày, chứ tao mới cứu được nhé. Ôi dồi ôi, không gọi cấp cứu được rồi. Ôi, đau quá các bạn ạ. Người bạn thấy anh chả giúp được gì cho mình cả. Có dấu hỏi chấm gì hả? Đây, có phách của Thế Anh các bạn ơi. Một tài liệu viết tay do Thế Anh. Ngoài ba người trong gia đình này chết đêm đó, còn một thanh niên được phát hiện treo cổ cùng cô con gái trong phòng. Theo điều tra, thanh niên này là một người yêu của cô gái. Và đêm xảy ra án mạng thì đã trèo tầng 2 vào nhà. Hình như cả hai đã viết thư cho nhau hẹn ngày cùng tự vẫn. Ui. Gia đình nhờ vả cánh báo chí để đưa tin này. Chết cũng phải có đôi có cặp anh Kỳ Thành ạ. Chính là con gái của chủ nhà này về anh thanh niên mà người yêu cũ, anh sinh viên nhà nghèo ấy. Anh sinh viên đó các bạn ạ. Đúng rồi, anh sinh viên nhà nghèo đó. Có tiếng gì á? Anh ơi, thôi, thôi. Tha em đi mà. Hử, chỉ mến. Nhắm mắt à? Bước qua thì không có gì anh ơi. Gì đấy nhớ. Ôi dồi ôi. Ui. À, đây chính là cô gái đấy. Đúng không? Ui, sợ anh ơi. Đây chính là cô gái đấy. Cô gái đấy. Tiếp được các bạn ơi. Thắp cho cô gái nén hương để cô gái phù hộ cho mình. Tha cho mình. Lời dặn của thầy cúng. Nhà này bị thần trùng ám nên mới chết cả nhà. Nếu không ngăn chặn thì sẽ còn nhiều người trong nhà phải chết. Chính đứa con gái vì hận cha mẹ đã khai tên hai người với thần trùng, dẫn đến họ bị thần trùng lấy mạng. Trong đám tang riêng, quan tài của đứa con gái phải đặt riêng trong phòng kín. Chiều quan tài không được quay ra cửa, sau đám tang phải đưa đi thiêu xác con gái. Sau đó thầy sẽ làm nhốt linh hồn mãi mãi để nó không tiếp tục khiến nhiều người nhà phải bị chết. Nó sẽ được cất giữ tại một nơi bí mật trong nhà này. Ui. Ui. Cô gái. Cô gái đấy ơi, cô gái. Buông tha cho tôi đi. Biến mất rồi các bạn ơi. Cô gái biến mất rồi. Mình phải nhắm mắt là mình sợ. Hình quá em đóng bỉm ở bên cái thành ạ. Ừ, không là mày té đầm đúng không?
bây giờ phải làm gì ấy không? Tôi không biết được. À, vừa nãy có một tò he của nữ rồi, bây giờ chúng ta có thêm một tò he của nam nữa. Chúng ta đã có hai con tò he rồi. Đấy, chúng ta sẽ đặt hai con tò he vào kia. Em nghĩ là bên trái sẽ là nam. Đó chính là sợi dây treo cổ của hai người. Một con tò he là bạn sinh viên, còn một con tò he nữa là chính là đứa con gái này. Non. Sợ quá các bạn ạ, đây là thì chẳng, mình bị mất trí nhớ. Trái là nam, phải là nữ anh ơi. Đấy, phải chỉ ở đấy. Đó. Ui, mình đã quay trở lại với phòng nha các bạn. Mày lại đứng ở cửa phòng đâu rồi? Nó cho cái tóc kìa đấy không? Cái tóc. Lấy luôn đi anh. Tại mày không sợ nữa rồi. Mình xin. Mình xin nhá. Không sợ nữa rồi. Em Mai Linh, mời em lên đây. Đến lớp luôn, đến lớp học luôn. Đang học gì ấy hiểu? Em nghĩ là nhiều sách này chắc học văn rồi anh ạ. Học hoặc là môn sử. Trên bảng là toán kìa em. Toán hay lý á. Thầy gọi gì em đây? Thầy nghe nói rằng gia đình em có sự tác động dẫn tới việc bạn Long bị buộc phải thôi học. Em có biết Long là sinh viên ưu tú của trường Tai không? Chỉ vì cái chuyện riêng tư của em mà làm ảnh hưởng tới tương lai của cả một con người đấy. Em về nói chuyện lại ngay với gia đình nhé. Ui. Đừng nhìn em nữa đôi mắt ngày xưa. Ui, con mắt này giống ở trong Illuminati nhỉ. Ui. Nó cứ nhìn mình đây. Ê. Đừng nhìn mình nữa. Ui. Ui, ơi. Đừng nhìn mà. Ồ. Chúng ta đã được xem ký ức của cô gái các bạn ạ. À, anh ơi, xem trong tủ đồ có tóc thật chưa? Ôi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi gặp ông rửa dưới nhà các bạn ơi. Ông chú dưới nhà. Ông chú ơi, cháu tới đây. Đi gặp ông chú rồi. Let's go. Chú ơi, cháu thấy tóc rồi. Chúng ta sắp thoát khỏi đây rồi các bạn ơi. Em tin là thoát khỏi đây đúng không hiểu? Em tin chắc chắn là thế anh ạ. Chứ em ở đây nữa chắc em đái ra quần mất. Đưa sợi tóc cho ông chú. Bác ơi, cháu tìm được lọn tóc rồi ạ. Đâu, đưa tao xem nào. Ủa, cùng lắm. Cuối cùng thì ta đã có một tin tức. Cứ chỉ mày quen nhà đi. Cái ông này lừa đảo à? Lừa! Bịp! Các bạn ơi, làm cả đống việc chồng mình nãy giờ mà vẫn bị lừa các bạn ạ. Ở đây. Rồi bắt mình về nhà thì mình về nhà thôi. Về làm giấc. Ôi về nhà rồi Hiếu ơi. Ôi
Các bạn ơi, mình đã về nhà rồi. Sau những lần mà giúp ông chú thì ông chú vẫn lừa mình các bạn ạ. Cay thật. Về nhà làm gì? Em nghĩ là chúng mình nên ra phòng vệ sinh. Đi tè. Tại vì nhân vật này cũng sợ các bạn ạ. Không đi tè đâu, kinh quá. Ghê quá. Hãng điều hòa đù tim. Quái lạ, sao lâu vậy rồi mà không thấy ông ta gọi mình. Mình phải xuống kiểm tra xem sao. Đi thôi. Làm trận cho ra lẽ cũng được. Toàn lừa đảo. Toàn lừa đảo. Đúng là cái ngõ mà không tin được ai các bạn ạ. Chắc chỉ tin được mỗi con ma. Mặc dù nó coi sợ mình thật nhưng mà nó không ra giới mình các bạn ạ. Nào ông già kia, ông lừa đảo tôi đúng không? Xiên ông ấy luôn. Cho mượn con dao đây. Chuẩn bị sát tinh thần luôn các bạn ạ. Không cho dùng mấy cay. Ôi, ông già biến mất rồi các bạn ơi. Ông ta lừa mình, ông ta chạy đâu rồi? Cúng gọi hồn. Hàng ngày giờ tí phải thực hiện lễ cúng với. Một cái tủ lợn, một bát kiết lợn, một đĩa tô trắng với một ly rượu các bạn ạ. Ông này ông đang làm lễ cúng rồi. Thầy cúng à? Thầy cúng này hơi lừa đảo. Khi cúng phải cần gọi 100 lần tên của người muốn truy. Tuy nhiên thì việc đó có thành công hay không còn phụ thuộc vào căn của người gọi hồn. Nếu căn của người gọi hoặc người sống trong khu vực gọi hồn, nếu mà không phù hợp thì có thể khiến hồn ma tức giận và gây nguy hiểm đấy các bạn ạ. Nếu gọi hồn thành công, không những có thể lấy được hồn ma mà còn có thể lấy được những đồ vật mà họ nắm giữ trước khi họ qua đời. Sao? Được rồi. Nhà này toàn nợ ma có cầm được theo cái gì đâu mà. Thật, mấy con ma trong nhà này nghèo kiết xác. Thôi, lấy được cái gì nữa không? Gì vậy? Đấy là một mảnh giấy của trong một cuốn sách các bạn ạ. Ờ, một cuốn sách gì đấy. Tuy nhiên, vẫn có cách để những kẻ phạm tội tày trời này thoát cảnh xuống âm ti địa ngục. Đây là phương thức bí truyền được một số kẻ áp dụng thành công hay không thì không thể biết. Nhưng xét theo sự khủng khiếp của những hình phạt dưới địa ngục thì họ vẫn mạo hiểm để thực hiện. Đầu tiên, kẻ gây tội cần lấy được những vật thuộc thân thể của những người mà mình từng làm hại, thường là tóc, răng hoặc ngón tay. Mình đã lấy đủ rồi. Em nhớ không, ông này ông lấy những cái đồ chứng tỏ ông này ông đã hại những cái người như vậy đúng không? Chắc chắn ông này là người gây ra. Ờ, ông này chính là người hại những cái người mà ông lấy răng tóc và mình nãy giờ mình cũng giúp ông ta. Mình bị lừa các bạn ạ. Sau khi lấy được những món đồ này cho vào nồi sắc cùng thạch tín sa nhân su sa bla bla bla. Sau khi uống thì lập tức chui vào chỗ tối tăm không có ánh sáng, ví dụ như góc nhà, thùng lớn để phương thuốc, ngấm dần vào cơ thể, thanh lọc hết những tội lỗi mà kẻ đó thực hiện. Nhưng nếu tội lỗi hoặc nghiệp chướng quá lớn, trong lòng kẻ đó lại chưa thực sự hối cải thì rất có thể một đoạn đã bị xóa rồi. Còn một tờ, còn một mảnh thế nữa anh ơi. Sau khi chết thì có thể xác bị hủy hoại, còn linh hồn thì vẫn tồn tại tùy theo công tội khi còn sống mà linh hồn ấy được lên trời hay về cõi niết bàn, đầu thai làm người hoặc là súc vật hoặc là bị đày xuống địa ngục. Địa ngục được coi là nơi giam giữ trừng phạt các linh hồn tội lỗi. Trong thập bát lê kinh à? Cái gì? Địa ngục được chia thành 18 tầng theo thời gian dài chịu tội và đẳng cấp nặng nhẹ của tội hành. Nếu lấy thời gian thọ mệnh ở địa ngục so sánh với thời gian ở nhân gian thì một ngày ở địa ngục bằng 1750 năm. Tại trần thế nhẹ nhất cũng phải ở đến 10,000 năm, tức là 13,500,000,000 năm mới hết thọ thoát địa ngục và chuyển kiếp sang địa ngục khác. Trong số những kẻ bị lưu đày xuống địa ngục thì đáng sợ nhất là những kẻ
khi sống nói dối lừa gạt khiến gia đình và khiến người khác gia đình người khác ly tán hoặc là mất mạng. Những kẻ này sẽ bạt thiệt địa ngục, tiểu quỷ sẽ bành mồm rồi dùng kiếm thép gấp rồi nói chung là đây là những cái hình phạt tra tấn rất là dã man ở trong ở dưới địa ngục các bạn ạ, dành cho những kẻ phạm tội giết người hay là tội lỗi làm hại gia đình người khác. Mình nghĩ là cái hình phạt này là dành cho cái ông đã lừa mình nhé các bạn ạ. Đây có một cái chìa khóa đây. Còn một chỗ mình chưa mở cửa. Chỗ nào? Đó là cái tiệm. Tiệm may. Còn một tiệm may mình chưa mở cửa nữa các bạn. Và các bạn nhớ không, ông ta sẽ trốn chỗ tối. Nếu mà đích thực ông này là người sát hại những người đây thì ông ta sẽ trốn chỗ tối, thùng phi hay những chỗ nào đấy để góc, để ngâm mình trong cái phương thuốc để rửa tội, để không phải xuống địa ngục. Rồi các bạn ơi, không hiểu sao tụi mình vừa bị deep game nên bây giờ tụi mình sẽ phải lên YouTube xem. Và tụi mình tính chơi lại nhưng mà nó bắt chơi lại từ chương 1 nên rất là lâu. Thôi bây giờ chúng ta cùng xem là cái kết nó sẽ... Ui, đây này, ông ta trốn trong thùng cái này. Xử lý luôn. Ui. Mày, khúc đây. Rồi sao thế mình đi trốn đi luôn hả? Đây là cái good ending nha các bạn. Hình như là cái bad ending là mình động tay vào cái đấy là bị nó bắt hay sao ạ? Đi về nhà, đi về nhà các bạn ơi. Về phòng gấp rồi các bạn ạ. Chúng ta không về phòng. Chúng ta sẽ mở cánh cửa còn lại. Trên tầng thượng có một cái cánh cửa. Gì vậy? Cái chìa khóa mà mình lấy được ở đâu? Cái này là mật mã. Bây giờ chúng ta phải tìm cái mật mã. Mật mã rất là quanh đây thôi. Một mật mã ở sau những cái con tàu hè đó các bạn. Ba. Sáu. Ai mua ngô nướng hả? 136. Một ba sáu hai. 2136. 2136. Rồi, mở xem biết bên trong có gì. Một, hai, ba, sáu. Một, ba, hai, sáu, một. Ok, ok. Không được, hình như là sai rồi. Ôi, mệt rồi. Ôi. Trong này có một cái hũ cho. Hũ cho, chính là hũ cho của cô gái đấy. Em nhớ không? Đúng rồi. Ôi, anh này bê được cái hũ cho của cô gái rồi. Phát chưa? Ui, nhà sáng hẳn luôn rồi. Sáng không các bạn ơi? Chắc là sẽ cầm cái hũ cho ở ra ngoài rồi các bạn ạ. Để đi chôn cất cho cô gái ấy. Đúng rồi, cô gái này bị giam giữ ở trong ngôi nhà này đấy các bạn thấy không? Kiểu chết rồi nhưng mà linh hồn vẫn bị giam giữ và cái cho cốt được nhốt ở cái phòng đấy luôn. Thoát ra. Mình giúp cô gái này giải thoát rồi các bạn ạ, không bị giam giữ nữa. Yes.
Cô ơi, cháu đã đưa cô về với bố mẹ mình rồi đây. Ừ, vậy là hết game rồi các bạn ạ. Hết rồi chưa? Hết rồi. Yes! Cút cút ta! Rồi các bạn ơi, vậy là tụi mình đã hoàn thành xong tựa game thần trùng rồi các bạn ạ. Đúng rồi. Một tựa game khá là hay và rất là đáng sợ. Hiếu thì ngất lên ngất xuống. May đóng bỉm không thì cũng kè ướt hết quần rồi. Rồi các bạn ơi, tụi mình sẽ dừng cái video tại đây thôi. Hẹn gặp lại bạn mình sau. Vì chơi cái tựa game này khá là dài rồi nữa. Còn mấy đoạn này kiểu là game nó bị lỗi ấy, khiến tụi mình bị crash game rất là khó chịu. Tụi mình phải chơi lại. Nó không cho chơi bấm vào chơi tiếp nhưng mà nó lại vẫn cho chơi lại từ đầu, nên là rất là mệt mỏi. Thôi bye bye các bạn nhé. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn vào những video lần sau. Một tựa game khá là hay. Bye bye, bye, bye.